Xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay hiện tại Lộc đang đứng ở phía sau nơi trận pháp mà ông Tư tu tiên xớp đế. Đây là trận pháp mà ông Tư đã dành hơn 40 năm xớp những viên đế chất chồng lên nhau. Và hôm nay thì ông Tư sẽ thiết lại một bài pháp tu bao lâu thì đắc đạo. Hôm nay thì ông Tư sẽ giảng tiếp bài pháp này để mọi người cùng nghe về để về tu tập. Còn bây giờ Lộc mời tất cả mọi người cùng ngồi nghe ông Tư thuyết pháp cùng với Lộc nha. Chào quý mọi người. Hôm nay tôi sẽ giảng tiếp theo bài giảng ngày hôm qua cho các bài giảng đó. Quý vị sẽ xem đó bài giảng của chúng tôi. Ít lời lục luận sơ giải mấy bài này có thể giúp ích cho người hiểu học, quán nghe cảm thấy rằng rõ chân lý và lão chú quý khỏi lòng nghi năng, dừng cương nghĩ bước bỏ đọc không dùng đầu văn chương đảng, nên buộc mình phải lấy lời thô còn tại giảng luận ra để hiểu lý đạo. Tôi cũng do cổ điển mà luận giải, như chỗ nào có sai lầm xin hoan tâm miễn chấp giúp cho được thiền mỹ chứ đạo cao cầu viết cho đâu những cái đó cho đó trung bộ chân đạo. Việc đã hiện có ngay trước mắt chứ không phải đâu xa xác khó tri, tại người không chịu xét si hoặc là đã hiểu ngơ đi không còn. Vậy còn ráng khuyên lần tốt hết, nếu không tu thì chết cũng ơn, đành rằng nếu có sát thân thì ai cũng phải một lần chết đi. Nhưng kẻ chết hồn quy của Phật còn lại, còn người sau lại thác ra ma, hoặc là chết được ngự ca, hoặc là chết đỡ gần xa chơi cự. Kẻ chết già, người thì chết yếu, hoặc chết êm, hoặc chịu chết đâu, có nhiều cảnh chết khác nhau, vậy nên còn lựa cách nào cho thanh. Chết hồn được siêu tăng cực lạc, chết đỡ đồ thường nhắc thiền nhân, nói chết cho người nhớ công ơn, chết cho dân chúng lơm phân mới sợ. Chết vì nước, chết cơ trình độ, cách chết này không khổ với ai, nhưng mà lòng Phật hiện nay muốn cho người sống lâu dài như xưa. Người trăm tuổi cũng chưa lú lẫn, thân tráng cường, trí rất thông minh, trong lòng thường được tự tin, suốt đời chẳng vướng vào mình lỡ chi. Tri được mình còn tri được kẻ, cách ở ăn rành rẽ phong minh, vừa ngay vừa sạch tánh tình, vớ thần tiên cũng dám kình không thua. Người chẳng có tranh chu lên xảo, biết trung trinh hiếu thảo giờ trưa, muốn này chừng được máu vừa, con nên khuyên chúng sớm trưa tu hành, làm nhân ái lo dành phước đức, Phật sẽ dùng diệu lực đó nâng đưa cho đến lập đầu tân, sẽ cùng như Phật đua còn ngày đêm. Lập đời mới nhà êm nước rạnh, không nước nào thông tính nước nào, cũng đồng ngôn ngữ như nhau, dễ bề liên kết ngoại giao Sài Gòn. Khác ngôn ngữ, khác phần tư tưởng, sẽ biết phân phẩm lượng khác nhau. Nước mình là nước phú hào, nước người là nước bào hao bằng cùng. Nước lớn nhỏ sanh lòng tất trách, khởi lên tâm lối phách kiêu căng, gây nên chia rẽ thù hằn, dẫn lần đến cảnh thẳng căng chiến trường. Điều này rất vô lương bất chánh, không lưu trọng đến cảnh đạo tân. Vậy con khuyên cả nhân dân, muốn cho thân được sống gần cảnh y, phải nhất quyết bỏ đi việc quấy, lo làm lành dù có nát thân, chết đi chứng quả Phật thần, chết sống còn được hưởng đầu tân lâu dài. Đời tân quấy bùng rai tương tự, không có người hung dữ gian phi, ai ai cũng biết đạo người, cảnh vui người đẹp khác gì khổ triền. Sống quá tuổi muôn thiên dày dặn, người thường hay bay đẳng khắp nơi, cởi mây xuống đất lên trời, đi đâu cũng được không lo ngại ngùng, người người được thông dung tự tại, không ai buồn ai hại lẫn ai, của rơi không kẻ trò tay, nhà không đóng cửa chính ngay đời này. Dù cho kẻ ngu gầy thế mấy, nghe điều này cũng lấy làm vui, bỏ đi cái kiếp lặng rồi, ráng tu cho gặp được thời an cư. Chớ ngờ đợi việc hư đến nước, mối tròn lo khó được tròn thay, gặp hùm thì cứ leo cây, gặp voi thì cứ chạy quay lòng vòng, ngờ than mãi ác không rầu việc, nói không làm đến chết không nên, ngày giờ mâu lệ như trên, cũng còn tu gấp chớ nên chần chờ. Nếu đợi đến vào lời chúng quỷ, vạn sự đều hữu hỷ nan phương, khá tin chớ có xem thường, nay không liệu gấp mai đương không vờ. Vì lòng quá thương người hạ giới, hoặc cạn lời quấy phải cho trên, quậy con hôm sớm khá diện, sau khi tức gấp trường tình người nghe. Tin thì tốt dầu chờ có mặt, nơi tự bi cứ nhắc, nhớ luôn, nói chi cũng chẳng hề buồn,
miễn là đạo mở rộng đường thì hơn. Ráng giúp khắp muôn dân hiện tại được sống còn đến cái đầu trăng, trừ ngư số định mãn phần, thiên tàu bơ sổ có dòng dài lâu. Kẻ nào còn dài niên ký mạng, ráng giúp cho đổi hạn trường xuân. Bao nhiêu lời đã vừa văn, còn nên yên trí chớ cơn nào rồi. Ta cúi đầu vân lời hoàng ngọc, nguyện từ đây chí dốc tu hành, làm cho rời bọn chim xanh, đem điềm gieo khắp dân lành gần xa. Núi cao lớn vẫn là mòn lỡ, lòng keo sơn không thỏa nào rồi. Làm cho thức tỉnh người đời, làm cho cửa đảo sáng ngời đường châu. Nguyện vào trận mưa dầu nắng lửa, kêu người cho đến thở cuối cùng. Gương lành cùng Phật nêu chung, sẽ là mới được tội ơn lòng nguyện. Cuối xin Phật chứng miên cho trẻ, và đội dùm cây rẽ xuống trần. Quỳ rằng chỉ có một thân, đã trong hữu đục lắm phần khó khăn. Có khác nào đường tăng tam tạng, gặp yêu ma ngăn cản đầy đường. Không ngờ có Phật Tây Phương, làm sao giải nạn trên đường tỉnh kinh. Vậy trước đây, con xin với Phật nhận thân này làm vật cúng dường, đem về nơi cõi Tây Phương, làm người hầu hạ bên đường từ bi. Phật rằng đáng nên ghi tâm nguyện, Phật cùng con chẳng quyển cách nhau, lúc nào như những lúc nào, sẽ là cũng được hợp thiệt nhau một đường. Đây là một dây cương mã trị, thắng được con ngựa ý bất thường. Phật khuyên con khéo cầm cương, trong khi đổ bổn tẩu, trong khi bổn tẩu trên đường đổ tha, khi ngựa gặp phép tà cuốn quá, nhờ cương này thắng nó dễ dàng. Dù cho vượt bể đang sang, dùng cương mã trị tất an nơi lòng. Con khéo giữ kẻo hồng bị trộm, mất đi rồi sẽ khốn dài lâu, khó về đến chốn kim lầu, để cùng như Phật chung bầu hư vô. Ta lừa niệm Nam Mô Tam Phật, chứng cho con lãnh vật báu này. Riêng ta nhẹ gót trôn mây, dùng cương mã trị phát khai núi rừng. Muốn đi trước nhẹ chân đi tới, muốn dừng không ngại lớn trong gai. Màu thay tập rót màu thay, trong khi bù ngủ gặp rầy chiếu manh. Có phải xưa ta dành lắm hạnh, nay khiến ta được lãnh cương này. Riêng ta nhẹ gót trung mây, khắp người cũng được hưởng lây sự màu. Bạc bảy há dễ đâu mua được, vàng mười không thể chuột cho ra. Nhịp cầu đến hội Long Hoa, nóc thang leo tới chín tầng kim liên. Chúng sanh sẽ tội nghiền kỳ chốt, hoặc về thần, về Phật, về tiên. Lành duyên thật rất lành duyên, hay nghe đến chẳng lòng liền phát tâm. Phật cất giọng thâm trầm liền bảo, được như lời ước hảo của con, nghiệp mơ sẽ được tiêu mòn. Lửa bình tai khổ hết còn phát sanh. Ai cũng được hiền lành tất cả, tất cảnh trần sớm hóa ra tiên. Không mang những kiếp não phiền, cũng không sống cuộc đảo điên lâu dài. Vậy con nhớ gọi mây ngay bát ánh, được một người phúc hạnh một người. Cuối cùng nếu chẳng nghe lời, mạng đành theo cuộc đổi dời biết sao. Việc cũng chẳng còn lâu xa nữa, biết lo xa mau sửa tốt hơn. Mở lòng làm phước làm nhân, sớm chiều cầu nguyện Phật thần độ cho. Có lòng thành khỏi lo Phật bỏ, ngừ đành quên Phật có quên ai. Phật liền đứng xẹt tay, trong tay ánh sáng xẹt ngay tức thời. Sáng hơn ánh mặt trời mấy mực, mát dịu không nóng bức chút nào. Phật rằng nơi cõi trần lao, hiền nhân khi bị lâm vào nạn tai. Ánh sáng này liền bay tới chỗ, cứu người cho nạn khổ được qua. Dù người nát thịt tan da, cũng lành mạnh lại như là khi xưa. Phật thường dùng thần cơ quy diệu, kẻ khởi hành khi hiểu khi không. Điện thường còn khó được trong, huống là điện Phật dễ hồng thấy ư. Ánh sáng này năng từ tà quái, trong những khi hãm hại hiền nhân. Chúng sanh từng được độ thân, nhưng đâu mấy kẻ nào cần biết ra. Ngày lập hội Long Hoa tại thế, ánh sáng này dành để cứu dân. Cứu qua cơn lửa bảo toàn, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khó nguyện, ánh sáng này liền hiện bên thân. Lại không sức lệ nào hơn, chỉ trong nháy mắt xa gần tới nơi. Phật cho con hiểu đời sẽ biến, để tiện bề nhũ khiến đó đây. Phật liền tay chỉ vào cây, thân cây bỗng hiện rõ ngay sự đời. Nào nước dưng, nào thây người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma, nào là xấu bắt không tha, nào là giặc giả cửa nhà trang hoan.
nào bom phá nổ quang trời đất, nào lửa hồng bay rộp khắp cùng. Kẻ thì ôm chiếu ôm mùng, bồng con với cái có đụng có đeo. Con đối khét khóc kêu đồ bữa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi. Lại còn cũng có nhiều khi, mẹ cha nở giả ăn thì con. Thôi chết người còn thô thớp, đến cả loài gia súc không còn. Ăn luôn củ chuối củ thơm, cành cây bụi cỏ không còn lá đeo. Lũ ruồi lằn đánh theo hao thúi, bay đầy đồng bầy bụi kêu reo. Nào thôi trơ tấp như bèo, kênh kênh hòa quả ó dìu mổ ăn. Núi nổ đá sỏi quăng trọng đóng, đất liền khi không bỗng nứt ra. Tự nhiên sống người ta, tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Nạn ác đến thần sầu quỷ khóc, từ những nơi hang hóc bao đầu. Nơi nào cũng có thảm sầu, nơi nào thay chết cũng câu kéo vào. Ta vừa ngó vừa lau nước mắt, nếu như vậy nhân hoặc còn chi, cuối xin lượng cả từ bi, ra tay đổ chúng qua khi tai nạn. Phật nói rằng hiện còn đang xem đó, đến ngày kia sẽ có giống y, đó là cuối hạ ngân kỳ, cũng kêu là đại ở tri tại trần. Qua lúc ấy đầu tân thành lập, lão ấu đồng hát khúc thanh bình, nhàn an nước trị người minh, thân không bệnh hoạn, dân tình sống lâu. Cảnh này người hung đâu được gặp, toàn là người hiền đức tốt lư. Nếu ai muốn được cõi đời, cũng nên ăn ở theo lời cỡ kinh. Kinh Tam Bủ lo gìn ngũ giới, ăn tứ trai thường lạy bốn phương, một lòng cải ác trùng lương, lo bờ hiếu tử gìn được hoặc nghi, nhịn được việc quấy gì khó nhịn, làm được điều trơn chánh khó làm. Việc hiền thì rất thức cam, điều hung thì giả chẳng làm chi xong. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc biết tay. Biết mình có lỗi sửa ngay, thấy người hữu đức hữu tài học theo. Thực hành được mấy điều đã nói, sẽ đáng ngờ rống nói đời râu. Quậy con kiếp kiếp mau mau, ra đi khắp chốn kêu gào người tu. Ta cúi đầu quăng câu chỉ phán, Phật cho con thấy đặng sự đời. Con đem kể lại cho người, may ra người có tỉnh hờ được chăng. Sự mầu nhiệm vô ngàn khó rõ, không chịu tu biết thỏ nào tu. Còn nay như kẻ đuôi mù, Phật cho ngó thấy còn đâu vui bằng. Thấy nẻo khổ, thấy đàn khói lạc, cảnh giả cùng cảnh thiệt xem qua. Rõ ràng nơi cõi ta bà, vừa tanh hơi cũng vừa là khổ đau. Tuổi sống ngắn còn bao nạn ách, người ở ăn tánh cách gian tham. Người ở ăn tánh cách tham gian, không ai trọn hưởng thanh nhàn. Nếu càng lánh sớm là càng rảnh thân. Hoặc rằng đúng như con đã nói, người sớm tu sớm tội sát thân, xuống lên nơi cõi hồng trần, chịu đường sanh tử, chịu phần khổ lao. Bị làng sống giàu nghèo lao cuốn, bất đấu tranh bất muốn hơn thua. Lợi danh lo bán lo mua, ái tình lo hốt lo quờ vào con. Đi cặp với tâm tần ham hố, nào u sầu tai cổ muôn trùng. Mạng căng như đố phù dung, muốn ham chưa thỏ kế chung vào hồn. Nếu để mắt mà nôm đất xét, công giả tràn xe cát biển đông. Của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lợp cả đồng cũng thôi. Uống công đổ mồ hôi nước mắt vào tình yêu, vào các lợi danh, chỉ gây lấy họ vào mình, thân không tồn tại hồn linh độ đầy. Chi bằng lấy những ngày trị lạc, lo làm đường giải thoát, lo tìm đường giải thoát trần ai. Đem đợi ngắn đỡ kiếp dài, đó là biết dụng trí tài phải nơi. Kẻ thông minh hoặc người ngu dốt, cũng nên tu lần tốt này đây, để xem được hở rồng mây, và xem cho biết phép tài thần tiên. Kẻo bấy lâu nghe truyền lời miệng, mắt chưa trong những chuyện nhiệm màu. Việc chưa tới bảo rằng đâu, tới rồi như xét ngang đầu khó toàn. Quậy con nhớ khuyên hàng thiện chính, rằng Phật không đầu bỉnh ai đâu. Hãy mau cải hớ quay đầu, trở qua cơ hội dễ đâu kiếm tìm. Việc kiếm có cổ kim có gặp, gặp được nhờ cùng Phật hữu duyên. Tục phàm lại hóa thành tiên, chúng sanh về Phật cũng nguyên hợi này. Rất khó thẩm được dây bìm trắng, rơi sông sâu vơ đặng khúc phao. Ấy là hạnh phúc dường bao,
há không hoan hỷ bước vào Phật môn, được kẻ mến, được hồn siêu lỗi, giá quý cao gấp bội của thiền. Một người đạo quả đắc thiền sẽ là cứu được cửu hiền siêu sanh. Đó chẳng khác như thòn một chiếc chở được nhiều người vượt qua sông, phải là lợi ích hơn không, chẳng lo tu niệm còn hồng việc chi. Thường đến đổi mới đi có mật, khắp nhân gian gọi thức cơn mơ. Này con trong cái ao hơ, có nhiều ho bổng u ơ mặt mày, nguyên nhân bởi gái trai trong đạo, tu nửa chừng quả tháo lơ ra, nếu không sớm rửa lòng tà, ho xào đến rủi rủi trở lại hết rồng. Nếu ai có được lòng quảng ái, khi xem ho đều phải châu rơi, ước sao đánh thức được người, để ho trở lại tốt tư như thường. Phật liền chỉ hòa phương gần đó, bảo rằng con nên ngó xem ho, đúng như sự thật chăng là, hay là Phật nói điều ngoa với đời. Trong thế ho nghẹn lời bi thiết, khiến lòng ta chi xiết ngậm ngùi, ho tư xem thấy rất vui, ho xào lọt càng ngắm lòng ơ càng buồn. Có cái tư có đang xào úa, cũng có ho đang nở rợ ngưng, đúng như lầu Phật đã phân, có nhiều thiện tín tinh thần đang lui. Bỗng nhiên ta ngậm ngùi xa lệ, một hồi lâu không kể ra lời. Phật rằng quan hoặc thảnh thơ, để làm cho mọi người đời say mê, cùng cải quấy treo về một lối, nẻo tu hành bước phối ra xa, đã lâm vào cớ yêu ma, đáng nên thương tiếc biết là dường bao. Kẻ đã lâm dễ nào đánh thức, bởi họ tin rằng Phật tâm phòng, họ ngơ lãng quyệt thánh thần, chỉ lo thực tại cho thân đủ đời. Phật thương xót kẻ này vô hạn, họ khác nào mắt sáng kéo mây, chỉ làm cho trí ngót ngây, chánh đường nở bỏ lại quay đường tà. Hạng này chẳng phải là một kẻ mà đã đang rất có nhiều người, chỉ là một mực nhỏ thôi, nhưng mà có thể lan trơ ra nhiều. Họ là kẻ đem nền gương xấu, khiến nhiều người tùng bấu đi sai, quậy con cũng khá nhanh tay ra tay chặn lại bớt lây phần nào. Tuy rằng ho đang xào đang úa, nếu ăn năn ho trở lại tư, như khi dầu thấm tim rồi, ngọn đèn sẽ được lửa cơ mạnh liền. Ho với tâm căn nguyên vốn một, tâm cùng ho khí cốt tương ương, xem ho rõ biết tinh thần đang cơn hăng hái, hoặc cơn thuộc lùi, ta còn bắt ngậm ngùi cảm động, muốn Phật càng bi sống dùng bao, bị xa đọa một người nào, lòng buồn hơn kẻ trần lao thất tình. Nay gặp lúc quan thinh trời đất, càng xót thương chúng mất thiện tâm, đời nay để bị nịch trầm kiếp sâu đỏ chốn u thâm muôn đời. Ra tro bụi, ra nơi cơi cỏ, trong buồn đời hột chỗ nhút nhơ, ở trong thế giới mù mờ, suốt đời hôn tử bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm, nên cứ vui ô nhiễm hồng trần, thấy người sắp bị xa chân, lòng từ bi đến dắt lần cho ra. Quậy con khá nhớ qua lầu Phật, đi đó đây gọi thức chúng sanh, không phân cấp bức gió ranh, bất nam đâu cũng chỉ rành đường tu, người đồng loại khiên câu nhất sở, kẻ khác nòi dạy lễ trương thân, giàu sang nên giúp cơ bằng, quan liêu khéo chữ cho dân được ngờ, chớ mưu việc đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người, xử phân ngay ngắn tốt tư, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi an, kẻ học thức giúp người ngu dốt, đừng buông lời cừ cực nếu mai, tuy là người đã làm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người, ăn ở đúng theo lời hiền thánh, xét mình rồi xét hạnh của người, xấu xa cùng việc tốt tư, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tư thì lưu trình bắt trước, xấu xa thì biết trước đánh đi, trên đời bất luận việc gì cũng đều có ích nếu chi xét rành. Khéo dụng sự như anh thợ mộc, coi quậy ngay trường được dùng phong, tức là hó tội nên công, đỡ điều họ trở phước hồng như chơi. Hoặc liền chỉ vào nôi vào đá, hiện ra thiền bát nhã lớn lao, hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đấy thêm vào con môi. Thiền này thường ngược xuôi cho nước, vẫn không chìm và được chạy mau. Thiền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước ào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước, để quốc người thiền đức hữu duyên, đem về dự hội Hoa Liên, khỏi nơi khổ não xa miền tầm luôn. Kẻ bạo ác xét thân trọng thuộc, kéo lên thiền cũng tuột chìm đi, mỗi thiền có sức hiền quy của chư Phật tạo cứu nghi người lành. Phật liền chỉ vào cành bố thọ, bỗng hiện ra trị hỏa thần lung,
rất nên đẹp đẽ hình dung, hà quang ngũ sắc chiếu cùng khắp nơi. Hoặc rằng trứng cả trầu lửa cháy, núi ra to sắc chảy thành bùn, tức thì trị hỏa thần lung hiện ra to lớn bao trùm hiền ngân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hứng gió mùa thu. Người nào bảo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Bốn phía lửa ào ào phủ xác, thân tiêu ra cho mạc tức thì. Hoặc dù lòng quốc từ bi cũng không thể cứu vô người bất lương. Nghiệp đã đến, vô phương đào tẩu, luật đã quay có dấu dung ai. Quậy con khéo dụng lời ngay, để khuyên ba tánh khéo dạy công tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngại, đời rất tàn lãi đãi sao trong. Hãy đem hoàng nén bạc rồng, làm điều nhân ái từ không tai nạn. Kẻ bo bo đeo mang tiền của, chỉ hại thân đâu có chi. Những phường trộm cướp gian phi, bức cường lấy hết rồi trì tay không. Ơn chẳng có mang lòng ích kỷ, thác sẽ làm ngã quỷ tranh hơi. Phải chăng là việc ngu đời của không giữ được cứ ngờ bo bo. Vậy con nhớ bảo cho đời biết, ráng tu mâu kẻ việc không rời. Tới đời đất khỏi trời ơi, đông tây nam bắc ô tô tưng bừng. Giặc giả lớn chưa từng có thấy, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, làm cho đất động trời nghiêng, sinh linh chết chóc muôn thiên có lượng. Thay lắp giáp bình dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn mọi nơi. Còn đâu mạng sống người đời, nếu không chủ quốc khó ngờ thế gian. Bài giảng đến đây tôi xin tạm dừng. Ngày mai đẹp trời chúng ta sẽ gặp nhau lại. Trước khi dừng tôi có mấy lời chúc quý môn vợ và gia đình của quý môn vợ được khỏe mạnh. Và quý vị đoàn kết nhau để tụ tập hướng về cực lạc để thọ hưởng sự vui lớn hướng hòa hạnh phúc. Tôi xin chào. Hôm nay thì ông Tư cũng thuyết xong một bài pháp. Còn bây giờ thì Lộc cũng xin kết thúc video. Hẹn mọi người video từ kênh của Lộc vào ngày mai. Xin chào tất cả mọi người nha.